Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Video ngày hôm nay có lẽ thì đây là một cái bản tin mà có liên quan đến một nữ Việt kiều Mỹ đã chính thức lãnh án chung thân tại Việt Nam. Vì là cô này, cô đã lừa bán cái căn hộ chung cư cho nhiều người. Có nghĩa là chỉ có một cái căn hộ chung cư thôi mà cô đi bán tùm lum tùm la hết. Bán cho hết người này rồi đến người kia, vậy đó. Và được biết thì cái số tiền mà vị Việt kiều Mỹ này đã chiếm đoạt được của người khác tổng cộng lên tới 300 tỷ đồng. 300 tỷ đồng, đây là một con số khi mà bất kỳ ai mà nghe qua phải nói là vô cùng rất là lớn và kinh khủng. Thì 300 tỷ đồng chứ không phải là 30 tỷ đồng. Và qua đó thì quý vị, từ cái nội dung của cái bản cáo trạng cũng như là phía Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tại Sài Gòn đã cho biết, thì sau 2 ngày xét xử vào lúc 7 giờ ngày 29 tháng 12 thì Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Vũ Bảo Trinh sinh năm 1973 là người có quốc tịch Hoa Kỳ cùng với lại Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh thực hiện, thì Hội đồng xét xử đã tuyên phạt cái mức án chung thân. Và còn lại thì Tô Văn Chí Tâm và thì 17 năm tù và Hoàng Thái Anh thì là 16 năm tù cùng với một cái tội danh duy nhất, đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì ngoài ra thì hội đồng xét xử còn tuyên án buộc Trinh phải bồi thường cho khách hàng số tiền mà mình đã chiếm đoạt được. Và theo nội dung của bản cáo trạng thì đã nêu chi tiết như thế này. Thì bị cáo Trinh đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị từ tháng 12 năm 2018 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh được nhiều cái cá nhân tố cáo Trinh và Hoàng Thái Anh đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thì thông qua việc giao dịch mua bán căn hộ chung cư và sàn thương mại dự án chung cư Labona. Thì cụ thể là từ năm 2014 đến nay, công ty Nam Thị do Hoàng Thái Anh, sau đó là Tô Văn Chí Tâm làm đại diện dưới sự chỉ đạo của Vũ Bảo Trinh, tất cả thì đã ký rất là nhiều cái hợp đồng bán nhà, bán đất và nhiều cái căn hộ cho nhiều người. Khi mà vụ việc được phát hiện thì Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo dùng nhiều cái thủ đoạn gian dối để mà che giấu, chống chế trách nhiệm, chiếm đoạt cái hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Và qua kết quả điều tra xác định thì chung cư Labona đã được công ty Nam Thị thế chấp cho công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn MTB Cao Su thì Việt Nam để mà vay cái số tiền là 95 tỷ đồng. Thì bao gồm cái khu đất tại đường số 6, đường số D2 này ở Nguyễn Gia Trí và cái tài sản hình thành trên cái đất, cả tài sản hình thành trong cái tương lai hợp đồng đó, mà hai bên đã ký với nhau đã quy định đó. Là trong đó cái thời gian mà thế chấp được cái sự đồng ý văn bản của bên nhận thế chấp thì không có được chuyển đổi, không có được chuyển nhượng, không có được thế chấp, kể cả là không được góp vốn hoặc là không được dùng cái tài sản để mà đảm bảo cho nghĩa vụ khác. Thì tuy nhiên khi mà công ty tài chính Cao Su Việt Nam và công ty Nam Thị đã ký kết hợp đồng vay với nhau thì vào ngày 22 tháng 9 năm 2015 thì Thủ tướng Chính phủ đã ký cái quyết định về việc sáp nhập công ty tài chính Cao Su và vào công ty mẹ. Do đó là hiện nay thì tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam tiếp nhận cái tài khoản công ty tài chính Cao Su cho cái vai trò đối với công ty Nam Thị. Và mặc dù là chưa có được sự đồng ý của tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam, chưa có được cái sự đồng ý chuyển nhượng, chưa được bất cứ cái sự đồng ý nào hết. Tuy nhiên thì Vũ Bảo Trinh đã chủ mưu chỉ đạo Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh ký kết cái hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án chung cư Labora. Thì mỗi năm căn hộ thì một cái sàn thương mại mà được ký bán cho nhiều người để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì các bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn đánh cháo cái số căn hộ, thay đổi cái ký hiệu tầng của tòa nhà, thay đổi chủ sở hữu để thế chấp. Thì một cái căn hộ thì cho nhiều ngân hàng, dẫn đến là nhiều cái trường hợp
cư ngụ, bỗng nhiên thì bị người khác đến đòi nhà. Và tại tòa thì Vũ Bảo Trinh không có thừa nhận cái hành vi của bản thân, cũng như là không có muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những khách hàng của mình. Và kính thưa quý vị, cái bản tin thứ hai ngày hôm nay có lẽ liên quan đến một cái vụ thì thời gian qua phía bên công an Việt Nam cũng như là truyền thông ở trong nước cũng có đưa ra một cái bản tin, đó là bắt giữ một Việt kiều Mỹ bị cáo buộc nghi ngờ là bán cái thẻ xanh. Thưa quý vị, bán cái thẻ thường trú Hoa Kỳ. Theo đó thì chi tiết bản tin đã được nêu như thế này. Thì Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho công an phường Bến Nghé thì tuần qua đã bắt một giữ một người Việt Nam thường trú là người Mỹ, thì thường trú bị nghi là có hành vi mua bán cái chiếc thẻ xanh chủ nhân của mình, hay còn gọi là chiếc thẻ xanh. Đối tượng đã bị cáo buộc là cung cấp sai thông tin sự thật cho công an về việc mất cái thẻ xanh của mình để được công an cấp cho cái đơn. Thì có người mất, sau đó thì dùng cái đơn được nộp kèm trong cái hồ sơ xin giấy phép nhập cảnh một lần nữa thì cho Tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể quay trở về Mỹ. Thì Tổng lãnh sự quán ngay sau đó thì đã thông báo cho công an phường Bến Nghé về cái vụ việc này và đối tượng đã bị bắt ngay sau đó. Thì theo Tổng lãnh sự quán Mỹ, việc giả mạo lý do mất cái thẻ xanh và không cung cấp thông tin trung thực cho lãnh sự Mỹ là viên chức thực thi pháp luật liên bang là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của chính cá nhân đó. Thì chúng tôi khuyến cáo tất cả cái thường trú hãy giữ gìn cái thẻ xanh của mình, cất ở nơi an toàn và hãy sử dụng các cái loại giấy tờ tùy thân khác, chẳng hạn như là bằng lái xe Mỹ hoặc là căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân Việt Nam. Ngoài ra thì Tổng lãnh sự quán Mỹ cũng lưu ý tất cả các đường đơn nếu mà muốn đến Mỹ thì phải luôn xuất trình các cái loại giấy tờ hợp lệ, không qua chỉnh sửa. Thì những cái đường đơn nộp tài liệu giả mạo thì có thể bị cấm nhập cảnh Mỹ vĩnh viễn. Thì như vậy, qua hai cái bản tin mà quý vị đã vừa nghe, có thể thấy là những người Việt mà sống trên nước Mỹ nhưng mà họ đã đi về Việt Nam và họ đã làm cái chuyện phi pháp thì tại Việt Nam, quý vị, kết cục thì tất cả đều bị bắt hết. Một người thì về nước kinh doanh làm ăn và lừa đảo người khác, còn một người thì cố tình qua mặt gian lận với Tổng lãnh sự quán Mỹ để mà bán cái chiếc thẻ xanh của mình, bán cho người khác để kiếm tiền. Thưa quý vị, vừa nghe xong hai cái bản tin trên, quý vị có nhận định hay là cái đánh giá nào có thể bình luận ở dưới để em và mọi người có thể được biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất nhiều.